Trong trái cà chua có chứa hàm lượng vitamin A rất cao. Trung bình cứ 100g cà chua chín tươi sẽ đáp ứng được khoảng 13% nhu cầu về vitamin A, vitamin B6 và vitamin C mỗi ngày. Ngoài các loại vitamin như B1, B2, cà chua còn rất giàu các loại chất vi lượng như canxi, sắt, kali, phốt pho, magie, niken, coban, iốt, các axit hữu cơ dưới dạng muối xì chát, malat. Chính nhờ các yếu tố ấy mà cà chua được xem là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Sắc tố lycopene có trong cà chua, đặc biệt là ở phần vỏ, cùng với beta-carotene, được xem là những chất chống siêu hóa mạnh, vừa ngăn chặn tế bào ung thư, vừa chống sự hình thành của các cục máu đông trong thành mạch máu. Lycopene còn có tác dụng chống thoái hóa hoàng điểm, từ đó làm giảm mù lòa. Cà chua là một loại rau quả rất bổ dưỡng và lành mạnh, có tác dụng tăng cường sức đề kháng của cơ thể, ngăn ngừa và điều trị bệnh suy nhược, chống nhiễm trùng. Nhưng không phải cứ ăn cà chua là cơ thể sẽ được bổ sung các chất dinh dưỡng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 5 lưu ý quan trọng trước khi ăn cà chua mà ai cũng nên biết sớm. Không ăn cà chua và dưa leo cùng một lúc. Tại sao lại không nên ăn cà chua và dưa leo cùng một lúc? Lý do là bởi dưa leo có chứa một loại enzyme catabolic sẽ phá hủy hàm lượng vitamin C có trong các loại rau khác. Cà chua là một loại rau có chứa một số lượng lớn vitamin C. Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm này cùng với nhau, vitamin C trong cà chua sẽ bị phá hủy bởi các enzyme catabolic trong trái dưa leo. Không nên ăn cà chua khi bạn đang uống thuốc chống đông máu. Cà chua chứa rất nhiều vitamin K. Tác dụng chính của vitamin K là xúc tác cho sự tổng hợp của prothrombin và coagulin trong gan. Vì vậy, nếu bạn ăn cà chua khi dùng thuốc chống đông, nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của các loại thuốc này. Không nên ăn cà chua khi bụng đói. Cà chua có chứa một lượng lớn các chất sẽ phản ứng với axit dạ dày và tạo thành các cục u không hòa tan. Những khối u này có thể ngăn chặn các môn vị của dạ dày, dẫn đến đau bụng, khó chịu. Cà chua chứa rất nhiều pectin, nhựa phenolic và các thành phần khác giống như trong trái hồng vàng. Khi ăn cà chua lúc đói, những chất này có thể dễ dàng phản ứng với axit, hình thành các cục không hòa tan, gây ảnh hưởng đến dạ dày. Dạ dày phải tiêu thụ những chất này có thể gây ra đau bụng, nôn mửa và thậm chí là gây sốc. Do vậy, tuyệt đối không nên ăn cà chua lúc đang đói. Không ăn cà chua xanh chưa chín. Cà chua xanh chưa chín có chứa lượng lớn các yếu tố alkaloid, khi tiêu thụ nhiều sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng ngộ độc do ăn cà chua xanh thường là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác. Thậm chí trường hợp nghiêm trọng có thể đe dọa đến tính mạng. Các chất độc hại trong cà chua có tên là alkaloid sẽ giảm dần và biến mất trong trái cà chua chín đỏ. Do vậy, chúng ta tuyệt đối không nên ăn cà chua xanh hay cà chua chưa chín. Không chế biến cà chua quá kỹ. Nếu cà chua đã được nấu chín trong một thời gian dài, dinh dưỡng và hương vị ban đầu của nó sẽ bị mất đi. Ngoài ra, nếu bạn ăn cà chua đã bị mất hết chất dinh dưỡng, có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Điều này không tốt đối với sức khỏe của con người. Cà chua là một loại thực phẩm bổ dưỡng, nhưng khi sử dụng, chúng ta cần phải chú ý và tránh các điều kiêng kỵ đã nêu ở trên khi sử dụng. Qua đó, sẽ giúp phát huy được tối đa lợi ích của cà chua mang lại cho sức khỏe.